Em lúc nãy đang quay giờ thì hết pin cho nên là cũng 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 chưa 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 ấy được cái phần tiếp theo. Vâng, mất điện, bây giờ vừa có điện xong. Vâng, cái ấp tạm lên đây nhá. Đấy, con B9 này anh nhá. Đấy. Đấy, con B9 này. Đấy thì nhà em cũng hôm vừa rồi là cũng 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 thanh lý gần 20 bộ rồi, giờ còn sót mỗi bộ này thôi. Đấy, đây đấy. Hàng về này, đấy. Hàng của nó này nóng lành luôn đấy. Như mới luôn, gần như là mới mới 99,9% luôn đấy. Các dòng này là đều là dòng hàng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc về anh nhé. Vâng, đấy. Đây em thử cái pin này nhá. Đấy, đang quay hết 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 pin lại mất điện. À, đây nhá. À, thử cái tay kia nữa nhá. Đây nhá, đấy. Đèn đèn màu rất đẹp. Đấy. Em thử cái máy nhá. Đấy. Cái máy xem nào. Máy tính Đây cái nguồn của nó cắm vào đấy nhá. Cắm nguồn vào. Đây nhá, nguồn của máy lên đây nhá. Đấy. Em thử khớp cái pin này vào cái mic xem là nó có phát điện thêm được gì. À đây nhá. Khi em lắp pin vào thì nó có cái đèn đỏ ở đây nhá. Đấy. Em alo thử nhá. Lê. Đấy, em alo là nháy lên này. Lê, lê, lê. Anh thấy không? Lê. Lê. Đấy. Em tháo pin ra này, đấy. Là nó hết nhá. Đấy. Em thử cái tay mic bên này nhá. Bật nguồn lên này. Đấy, lại đèn đỏ lên nhá. Xong bây alo nhá, là cái đèn vàng này. Lê, đèn vàng đèn xanh nháy nhá. Lê, lê lê. Đấy. Đấy, không có ấy. Thì chắc là cái bộ này gần như là mới cứng 99,9% này. Là khả năng là nó sẽ hoạt động, nhưng mà nói chung là cái này nhà em bán thanh lý về cho anh em về nghiên cứu nhá. Đấy. À, bán thanh lý lỗ. À, trước những cái bộ này toàn là 2 triệu 1, 2 triệu 2 thôi. Em bán thanh lý còn 990 nghìn nhá. Đấy. Đấy các anh nào lấy thì đấy, về lấy được gì lấy linh kiện lấy, hoặc là dùng luôn được thì dùng luôn, nhưng mà chắc em nghĩ bộ này chắc khả năng sẽ dùng được luôn. Nó mới con này luôn. Bộ này giữ gìn cẩn thận. Đấy, bọc biệt các thứ ni lông quấn rất cẩn thận luôn. Đấy. Đấy, đèn rất đẹp. Đấy. Ừ. Vâng nhá. Đấy, con này là đây có 4 cả 4 cái anten này, 2 anten bên này, 2 anten bên này nhá. Đấy. Được tặng 4 anten này. Được tặng 4 anten luôn nhá. Bọn này hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc nhé, hàng nhập khẩu Trung Quốc nhé. Đấy. Nói chung là nhà em bán thanh lý đấy, giá còn 990.000 bộ này. Đấy. Ai lấy thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn.